Asa không phải tuân theo các quy định đường đi được áp dụng ở khu đông dân cư. À, câu hỏi có chữ bắt đầu. Đường danh bắt đầu, chọn ngay biển màu xanh, kết thúc chọn biển gạch chéo. Vậy nên chúng ta chọn được biển số 1, đáp án số 1. Còn biển số 2 là biển báo hiệu hết khu đông dân cư nên có dấu gạch chéo, chúng ta loại nha các bạn. Ok chưa ạ? Chuyển qua câu 440. Trong các biển báo dưới đây, biển nào báo hiệu hết đường cao tốc? À, đường cao tốc được ký hiệu ra sao ạ? À? Đó là hình chiếc thang ở đây. Hết đường cao tốc thì đương nhiên sẽ là biển hình chiếc thang có dấu gạch chéo. Nên các bạn chọn biển số 2, đáp án số 2. Theo khẩu quyết đó là kết thúc chọn biển gạch chéo nha các bạn. Còn bạn nào muốn hiểu thì biển số 1 là biển báo hiệu hết đường ưu tiên, chúng ta loại. Biển số 3 là biển báo hiệu hết đường dành cho ô tô, chúng ta cũng loại luôn. Chỉ có biển số 2 là biển báo hiệu hết đường dành cho cao tốc, chúng ta chọn đáp án 2, biển 2. Rồi, chuyển qua câu 468. Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc? À, ở đây các bạn quan sát thấy có chiếc thang báo hiệu đường cao tốc có dấu gạch chéo ở đây thì đương nhiên biển số 2, đáp án số 2 sẽ là biển báo hiệu kết thúc đường cao tốc. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi mà rất dễ gây nhầm lẫn, khiến cho rất nhiều các bạn trả lời sai. Đó là câu 466 và câu 467. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn không bao giờ mất điểm ngoan ở hai câu này nữa. Câu hỏi 466. Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào hay không? Rất nhiều bạn trả lời là không. Các bạn nghĩ cái biển ở đây là biển đường dành riêng cho ô tô con, xe tải, xe khách lớn hơn nên sẽ không được đi vào, là các bạn đã bị mất điểm oan. Ở đây các bạn ghi nhớ cho tôi, nếu thấy biển báo hình đầu chiếc xe ô tô thì báo hiệu đây là đoạn đường dành cho tất cả các loại xe ô tô. Xe tải, xe khách vẫn được phép đi vào bình thường nha các bạn. Nên các bạn phải chọn đáp án là có. Còn cái hình hông chiếc ô tô con thì mới báo hiệu đường dành riêng cho xe ô tô con. Xe tải, xe khách sẽ không được phép đi vào nha các bạn. Các bạn chọn đáp án không. Các bạn nhớ cho tôi nhé. Câu hỏi 448. Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào trừ ô tô và mô tô. À, biển số 1 là biển báo hiệu đường dành riêng cho ô tô và mô tô. Các phương tiện khác sẽ không được đi vào nên chúng ta chọn được biển số 1. Biển số 2 là biển có dấu gạch chéo thì có nghĩa là hết đường dành riêng cho ô tô và mô tô nên chúng ta loại biển số 2 nha các bạn. Có phải là đáp án số 1 không ạ? À? Câu hỏi 457. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường? À, câu hỏi về lên cầu và xuống hầm là hai câu hỏi. Rất nhiều bạn trả lời sai do nhầm lẫn. Thì các bạn muốn không bị sai thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi câu khẩu quyết. Đó là lên 1, xuống 2. Lên cầu thì đáp án số 1, xuống hầm các bạn chọn đáp án số 2. Ok chưa? Ở đây hỏi về lên cầu các bạn gõ ngay cho tôi đáp án số 1 là đáp án đúng. Còn bạn nào muốn hiểu thì lên cầu thì đương nhiên người đi bộ sẽ phải bước đi lên biển số 1. Còn biển số 2 các bạn thấy người đi bộ đang bước đi xuống thì có nghĩa là sẽ xuống hầm nha các bạn. Nên chúng ta loại biển số 2. Ok chưa? Rồi, chuyển qua câu 458. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường? À, lên 1, xuống 2. Xuống hầm thì các bạn chọn đáp án số 2 cho tôi. Ok chưa ạ? Câu hỏi 464. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? À, các bạn quan sát nếu như thấy hình caro vuông góc đỏ trắng xen kẽ ở đây thì có nghĩa là báo hiệu làn đường cứu nạn nha các bạn. Rồi, các bạn ra đáp án nào chứ từ làn đường cứu nạn các bạn chọn liền cho tôi. Ở đây đáp án nào ạ? À? Đáp án số 1 nha các bạn. Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn, làn thoát xe khẩn cấp. Ok chưa ạ? Rồi, chuyển qua câu 441. Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết
vị trí khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp. Làn đường cứu nạn là biển caro màu đỏ, biển số 2. Các bạn chọn liền cho tôi đáp án số 2. Ok chưa ạ? Chuyển qua câu 456. Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi giao nhau để rẽ vào đường cụt? À, rẽ vào đường cụt đương nhiên sẽ là biển số 1 và biển số 2 rồi. Các bạn chọn cho tôi.